Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh TikTok của Du học Hằng Lương. Hôm nay chúng ta sẽ cùng quay lại với challenge là đố nhanh đáp gọn, và chủ đề của ngày hôm nay sẽ là về trường đại học ABU ở Malaysia, hay còn gọi là trường Asia Pacific University. Và chúng ta sẽ bắt đầu trò chơi nhé. Thật của mọi người khi chơi sai sẽ là 1 của 4.000 tấn. Câu hỏi số 1, tên gọi khác của trường đại học ABU là gì? Information. Ok, mời bạn. Tên gọi khác của đại học ABU là gì? Asia Pacific University of Technology and Innovation. Chính xác. Ok, câu hỏi số 2. Đại học ABU được thành lập vào năm nào? A 1990, B 1993, C 1995 và D 1999. Em cho là B 1993. Chính xác. Ok, câu tiếp theo. Tiền thân của Đại học Công nghệ và Đổi mới Châu Á Thái Bình Dương có tên gọi là gì? A. Học viện Công nghệ và Thông tin Châu Á Thái Bình Dương ABIT. B. Đại học Kỹ thuật Công nghệ Thông tin Châu Á Thái Bình Dương ABIT. C. Học viện Kỹ thuật và Công nghệ Châu Á ABTT. Em phân vân là A với C, nhưng mà em nghĩ là A. Chính xác. Chết rồi, không thể. Ok, câu hỏi tiếp theo. Bằng kỹ sư tại Đại học ABU được kiểm định bởi tổ chức nào? A. Malaysia ACCORD, B. Washington ACCORD và C. UK ACCORD. Câu A, chính xác. Ok, câu hỏi tiếp theo. Đại học ABU xếp hạng thứ mấy trên thế giới theo QS World University Ranking năm 2024? A. Hạng 620 đến 627 trên thế giới, B. Hạng 622 và tên 628 trên thế giới, C. Hạng 621 và đến 630 trên thế giới, và D. Hạng 630 và đến 645 trên thế giới. Câu A. Sai. Câu bánh trời. Câu C. Câu C, chính xác. Hạng 621 trên thế giới ạ. Ok, tiếp theo. Đại học xếp hạng thứ bao nhiêu tại khu vực châu Á? A. Hạng thứ 77, B. Hạng thứ 178, C. Hạng thứ 179 và D. Hạng thứ 180. À, giờ cùng em 178. Rồi 18, sai. A. A, sai. Mời bạn. Em chọn 180. 180, sai. Trời ơi. Mời bạn. Chính xác. Đại học tiếp theo. ABU xếp hạng thứ mấy về số lượng sinh viên quốc tế trên thế giới? A 10, B 12, C 14 và D 16. Sai. Mời bạn. Số lượng sinh viên quốc tế trên thế giới là còn nhắc tôi. B 12. Sai. 16. Chính xác. Trời ơi, ta nói rồi. Ok, câu hỏi số 8. Đại học ABU xếp hạng thứ mấy về số lượng sinh viên quốc tế tại Malaysia? A 1, B 2, C 3 và D 4. Câu A, chính xác. Câu tiếp theo nào. Chương trình dự bị đại học kéo dài bỏ lâu tại ABU? A 6 tháng, B 8 tháng, C 10 tháng và D 12 tháng. Nhiều nghe. Alo. 12 tháng. Đúng. Câu số 10. Khuôn viên trường đại học ABU tọa lạc ở đâu? A khu trung tâm kỹ thuật Malaysia, Kuala Lumpur. B khu công nghệ Malaysia, C khu phức hợp Malaysia, D khu công nghệ Malaysia. À, xin chọn là B, khu công nghệ Malaysia. Đúng, chính xác. Trời ơi. Ok, còn thế nào? Chương trình học chất lượng của ABU được phê duyệt và giám định bởi hai: A. Bộ Giáo dục Malaysia, Bộ Tư pháp; B. Bộ Giáo dục Malaysia, Bộ Giáo dục Quốc tế; C. Bộ Giáo dục Malaysia, Cục Quản lý Chất lượng Giảng dạy của Tú Thanh; và D. Bộ Giáo dục Malaysia, Cục Quản lý Chất lượng Malaysia. Ai? Ai? À. Câu D. Chính xác. Ghê vậy. Câu nào dưới đây đúng mình sứ mệnh đào tạo của ABU? A. Cung cấp giáo dục và nghiên cứu chất lượng cao, giá cả phải chăng, sáng tạo và đạt tiêu chuẩn quốc tế theo phương thức chuyên nghiệp, có đạo đức và lấy sinh viên làm trung tâm bằng cách thiết kế cung cấp nhiều trải nghiệm học tập phong phú và khác biệt. B. Cung cấp nền giáo dục chuẩn quốc tế, giá cả ổn định, tiên phong trong các chương trình đào tạo lĩnh vực công nghệ kỹ thuật trên khu vực châu Á, mang lại cho sinh viên nhiều trải nghiệm mới học tập. C. Tiên phong sáng tạo bền vững là một trong ba tiêu chí cốt lõi của ABU, lấy sinh viên làm cốt lõi và cung cấp nhiều chương trình mới và khác biệt nhằm phát triển các tài năng lĩnh vực kỹ thuật công nghệ. Câu C. Sai. Qua. Chính xác. Trời ơi. Ok. Số 13. Ngày ra mắt chính thức tại đại học ABU là vào tháng mấy? A. Tháng 6, tháng 10, B. Tháng 6, tháng 8, tháng 11, C. Tháng 9, 10, 12 và D. Tháng 7, tháng 9, tháng 12. À, xin chọn câu B. Chính xác. Trời ơi, câu C. Ok, câu số 14. Trường nào dưới đây là đó? Câu C. Câu C. Ok, chính xác. Trời ơi, chọn đặt kép hạt sĩ. Ok, câu tiếp theo. Chương trình chứng chỉ là sau đây do AB, AIT cấp bằng: A. Chứng chỉ công nghệ thông tin và kỹ thuật truyền thông, B. Chứng chỉ công nghệ thông tin và kỹ thuật bảo mật thông tin, C. Chứng chỉ công nghệ thông tin và kỹ thuật biển AI và D. Chứng chỉ công nghệ thông tin kỹ thuật kết nối thông tin. Dạ, cái gì? Sai. Rồi, câu tiếp theo ạ.
tên là gì? 5 4 3 2 1 mời bạn xuống dưới. Ok, bạn tiếp theo. Em sẽ gọi là ABLC. Correct, chính xác. Và đó là lần một câu hỏi của số ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi kênh TikTok của Nhật Hoàng Lương. Còn bây giờ chúng ta chào tạm biệt nha. Bye bye. Bye bye.